Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy cắt cỏ Kawasaki. Con này nó chạy một cái chụp giật trợ lực nha các bạn. Con này chụp giật trợ lực. Hệ thống xả áp tự động. Chụp giật trợ lực, hệ thống xả áp tự động. Nó mang tên là TJ27 đó các bạn. Nòng 34 ly 27cc. Nòng 34 ly nha. Rất là mạnh mẽ. Thì máy nhỏ nhất là nòng 29 ly các bạn. Máy nhỏ nhất của dòng máy phát cỏ. Nòng 29 ly. Rồi tới 30 ly, 31 ly, 32 ly, 33, 34. Con này tới là 34 ly rồi đó các bạn. Nó cũng so với anh em nó là phân khúc khá mạnh đó các bạn. Khá mạnh. Với tầm làm vườn thì nó thừa sức luôn. Tầm làm vườn là nó thừa sức. Tại vì làm vườn mình là các máy dòng nhỏ làm cũng được rồi các bạn. Dòng này là dòng TJ27 bê tông 34 ly Kawasaki các bạn. Máy còn rất là đẹp luôn, nguyên bản, nguyên zin luôn. TJ27 này các bạn. Phía sau nó có để TJ27 nha. TJ27 rất là đẹp luôn. Không một tì vết nha các bạn. Rất là nguyên vẹn. Hàng Nhật bãi nha các bạn. Nhật bãi đã qua sử dụng. Nhưng mà đã qua sử dụng ở nước ngoài nha các bạn, tình trạng còn rất là đẹp. Đã qua sử dụng ở nước ngoài chứ không phải đã qua sử dụng ở Việt Nam nha, mình phải phân biệt vậy. Này Nhật bãi là đã qua sử dụng ở các nước khác. Nó xài máy rất là ít các bạn. Nó chạy một cái chế quạt khí tự động nha các bạn. Để mình giới thiệu cái chế quạt khí tự động của nó luôn. Này, bô nè. Nhận đây, để mình mở cái bô ra cho các bạn xem. Này, chế quạt khí. Bô nó các bạn. Có logo của nhà sản xuất các bạn. Japan. Bạn thấy không? Japan. Mình nhắc lại nha. Có dòng máy thì nó chỗ nào nó cũng có Japan hết, có dòng máy thì nó không có các bạn. Tùy dòng máy thôi. Các bạn đánh giá thì các bạn đánh giá theo từng dòng máy chứ đừng đòi hỏi là tại sao cái máy này có Japan ở trong bô mà máy kia lại không có. Từng dòng máy nó sẽ đánh dấu khác nhau nha các bạn. Ví dụ như thằng Makita thì nó lại đánh dấu khác. Isuzu thì nó đánh dấu khác. Rồi Mitsubishi thì nó đánh dấu khác. Mình đừng đòi hỏi là thằng nào cũng phải đóng da băng tùm lum gì hết nha các bạn. Đó là mình thật tâm mình nói cho các bạn vậy. Không phải máy Nhật nào nó cũng đóng xà băng loạn xạ hết đâu. Nhưng mà dòng máy này thì nó ở trong này nó có made in Japan vậy thôi. Chỉ có cái TJ27 thì nó mới có vậy thôi nha các bạn. Nếu mà TJ27 thì nó không có vậy thì như vậy thì các bạn mới nói là
cái này đồ lô. Nhưng mà thật ra là mỗi dòng máy là nó đánh dấu khác nhau, chứ nó không có đánh dấu giống nhau đâu các bạn. Cho nên mình, nếu mình am hiểu thì từng dòng máy nó sẽ có đặc điểm máy riêng chỗ nào, chứ không phải là máy nào buộc nó cũng phải đóng dấu y như nhau, không phải vậy đâu các bạn. Có dòng máy vẫn là của Nhật nhưng mà không có đóng dấu mà da băng ở trong lốc nha các bạn. Vẫn là của Nhật nhưng mà không có dấu da băng trong lốc. Các bạn nên nhớ vậy, chứ không phải máy nào nó cũng có dấu da băng trong lốc hết đâu các bạn. Cái dòng Teiji Kawasaki này thì nó có đó các bạn. Còn có những dòng máy như là Echo thì nó lại không có nữa các bạn. Nó vẫn là của Nhật nhưng mà nó không có. Các bạn cũng đừng thắc mắc nha. Đây, cái chế quạt khí này nó cũng đặc biệt lắm các bạn. Chế quạt khí tự động, e tự động, e này nhận vô nha các bạn, nhận vô nó dính. Khi mình lên ga tự động nó búng lên nha các bạn. Lên ga tự động nó búng cái này lên. Lên ga tự động nó búng cái e gió lên. E gió này là e gió tự động nha các bạn, chứ không phải loại e gió đậy cửa ở đây. Gió này là gió tự động. Nó mình nhận vô, nó có tác dụng là lên xăng và lên nhiều xăng hơn bình thường nha các bạn. Đẩy này vô là nó lên nhiều xăng hơn bình thường để mình khởi động cho dễ. Cái thứ hai là nó cũng lên một phần ga nữa cho mình dễ khởi động các bạn. Rồi khi khởi động chạy rồi thì mình bật nó lên, mình lên ga thì tự động nó búng ra. Đây nó chỉ có một cây kim tinh chỉnh màu vàng này thôi các bạn. Cây kim tốc độ thấp nè các bạn. Mình chỉnh sao mà cho nó nhạy giật ít ăn xăng là được các bạn. Giật nhạy nổ và ít ăn xăng thì đúng. Nhưng mà cũng đừng ít quá nha các bạn, ít quá hư máy. Thiếu xăng là hư máy. Kawasaki Teiji 27 các bạn. Tum rời, dòng này tum rời nha các bạn. Rất là đã luôn. Nó có tất cả các dòng máy đều nó có hai dạng nha các bạn. Dạng tum rời và dạng tum liền. Tum rời để dễ sử dụng nha các bạn. Nhưng nó có cái hạn chế là nó nặng. Tum liền thì xài rất là ok. Tâm liền là nó tiêu chuẩn quá rồi, nó không có cho mình tháo ra sử dụng vào việc khác, nhưng mà nó được cái ưu điểm là nó nhẹ hơn. Còn việc mà các bạn nói là tâm liền xài kém độ bền hơn thì nó cũng có phần đúng. Nhưng mà đối với cái tâm liền á, khi mà bạc đạn nó bị kêu thì các bạn hãy nên thay đi. Thay cũng rất dễ các bạn, không có gì là khó. Người thợ người ta sẽ có những cái dụng cụ chuyên dụng để người ta thay cái bạc đạn tâm liền rất là dễ, đơn giản. Còn mình tay ngang á, thì mình cho là khó, chứ đối với thợ thì cái việc thay bạc đạn tâm liền rất là đơn giản, không có gì là khó cả. Mà mình đừng sử dụng cái bạc đạn mà tới đổi đến đổi nó chết cái bạc đạn là nó sẽ phá hư cái tâm đó nha các bạn. Nó kêu nó hú nó rít là mình phải thay các bạn. Đừng để nó chết là nó phá hư cái tâm. Đó là mình nói chút về sơ về cái tâm rời và tâm liền nha các bạn. Mình giới thiệu tiếp cái máy nè.
số liệu của nó đây các bạn. KW27270OA2 La Mã. Ký hiệu của nó đó các bạn. Của Kawasaki TG27. Này trắng cỏ zin nha các bạn. Trắng cỏ zin luôn. Cùi zin luôn. Chánh tông của thằng TG27 lắp nhỏ nha các bạn, lắp nhỏ, lắp 24. Nó có dòng TG27 lắp 26. Dòng TG27 lắp 24. Nhẹ hơn nhiều các bạn. Dòng này thì nó nhẹ hơn lắp 26 nhiều. Này có chống dính cỏ nha các bạn. Chống dính cỏ, chống mài mòn đầy đủ nha các bạn. Này chống dính cỏ, loại này rất là hữu hiệu nha các bạn. Rất là hữu hiệu. Chống dính cỏ này nè, rất là hữu hiệu. Chống mài mòn nè, không mòn con ốc. Chống mài mòn này còn mình có thể không cần dùng tới cũng được các bạn. Nếu mà xài chống mài mòn thì nó hơi nặng thêm chút. Nếu mà không, mình cất cái chống mài mòn đi rồi mình xài máy nó sẽ nhẹ hơn chút. Nhưng mà con ốc mình lâu ngày thì nó mòn. Nhưng mà đối với bây giờ, thời kỳ bây giờ thì ốc mòn không sợ các bạn. Ốc mòn thì thay ốc khác, thế thôi. Còn rất là đẹp các bạn. Không một tì vít nữa các bạn. Nguyên bản nha. Có những cái ốc khóa tâm này các bạn, rất là đẹp luôn, mọi chi tiết đều còn nguyên vẹn hết các bạn. Để mình gắp cái bô vô cái mình nổ thử cho các bạn xem nha. Chạy rất là êm. Này dưới này nó có hai cái móc này các bạn. Dưới này nó có hai cái móc, mình móc vô. Đây, mình đẩy đây là nó có để cho nó khớp nha các bạn. Nó đẩy vô nha. Nếu nó không khớp là nó bị kẹt, nó bị hư. Vô ngàm rồi thì nó sẽ rất là chắc. Rồi thông thường thì các cái máy cắt cỏ thì nó đều như nhau các bạn. Bơm xăng, đóng e lên ga. Đối với cái máy e tự động này không lên ga được nha các bạn. Này mình đẩy vô, đẩy cái e tự động này vô thì nó có tác dụng vừa lên xăng vừa lên ga các bạn. Cho nên đối với dòng máy này không cần phải lên ga. Đẩy vô thôi, tại vì mình lên ga nó sẽ búng ga đó các bạn. Rồi bây giờ nó lên xăng đầy đủ hết rồi mình cũng không nên làm gì hết, mình bơm xăng nữa nó sẽ bị ngộp, nó sẽ lâu chạy. Nếu mà nó đang chạy mà mình bơm xăng thêm thì nó hay dễ bị ngộp lắm. Sụt xăng đó các bạn. Rồi bây giờ nó giật là nổ thôi, nó nổ sẵn rồi các bạn. Dây công tắc các bạn, dây công tắc gắn chắc vừa chút.
dòng Kawasaki TJ27 nó có trợ lực nè các bạn, giật rất nhẹ nhàng, chạy rất là bốc và êm, rất êm nha các bạn. Giật rất nhẹ nhàng các bạn. Tại vì cái dòng này là nó có hệ thống xả áp tự động ở semi nha các bạn. Ở nòng nó sẽ có đường xả áp tự động, cho nên nó rất là nhẹ giật. Rất êm các bạn, nổ rất dữ, giật rất nhẹ nhàng. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Kawasaki TJ27 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.